gian giấu mình. Và trong màn đêm mù tối, ngoài kia ánh sáng dẫn lối ta đi về phương trời yên bình. Lần đầu tiên ra mắt ấn tượng đấy, tôi sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn. Trước tiên vào pha cho tôi một ly cà phê đặc biệt rồi mang ra đây. Ôi xin lỗi nhé, tôi là muốn hết tập dề của cậu rồi. Gì đấy? Này mà nói mau, em với cả ông chủ có mối quan hệ như thế nào? Hãy yêu đi đừng đắn đo chi, vì hạnh phúc là do ta chọn. Hãy nói ra những nghĩ suy trong đầu bấy lâu nay, chẳng cần giấu mình vào trong màn đêm mù tối. Ngoài kia ánh sáng dẫn lối ta đi về phương trời nào. Sống với chính mình, trao nụ hôn tay ngàn lời muốn nói. Dù cho ngày sau thế nào, như ngàn lời tim muốn thét gào. Trong gai chẳng cần biết đến tương lai ngày mai, mặc cho nhiều người có nói ta chẳng hạnh phúc đâu, sẽ chỉ là những nỗi đau. Cũng chẳng cần phải để ý, ta vẫn sẽ yêu, ta sẽ mãi yêu. No 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 no, nếu yêu là sai vậy người hạnh phúc trên đời là ai? Đừng ngần ngại. Đâu rồi nhở? Mẹ ơi, con tìm thấy nó rồi. Mẹ có vui không? Em mời chị ngồi ạ. À, chị dùng gì ạ? Trà sữa. Dạ. Xin lỗi, tôi có thể gặp cô nói chuyện một lúc được không?
Anh uống nước ạ. Anh cảm ơn. Em ngồi đi. Minh Hoàng này, sau này em có thấy Long để quán không? Anh Long à? Không, dạo này anh Long chẳng đến quán. Có chuyện gì quan trọng không ạ? Anh tìm anh Long một chút cũng không quan trọng. Dạ, có thật sự là không quan trọng không đấy? Bởi vì từ nãy đến giờ em thấy anh cứ lạ lạ làm sao ấy. Anh nhớ nhá, là nếu mà anh cần giúp đỡ cái gì thì em luôn sẵn sàng. Được rồi, nếu anh có cần giúp gì thì anh sẽ nói với em. Vâng. Em biết cô gái này à? Không, em nhìn nhầm thôi. Nếu em có bất cứ thông tin gì về cô gái này thì nói cho anh biết đi. Em không biết cô gái này là ai thật mà. Thật sao? Chết rồi, giải thích làm sao bây giờ? Thôi được rồi, nếu em có gặp cô gái này thì nói cho anh biết rồi nhá. Anh cảm ơn chưa? Mày dám theo dõi tao đấy à? Em không theo dõi anh. Mày bỏ ngay cái kiểu giả nhân giả nghĩa của mày đi. Chuyện của tao ấy, mày đừng có mà xía vào. Sao cậu lại biết nó? Cậu và nó có mối quan hệ như thế nào? Anh hiểu nhầm rồi. Anh Khôi đến đây là để tìm anh. Tìm tôi á? Thế những tấm hình trong điện thoại của nó là sao? Rõ ràng nó đang theo dõi tôi mà. Anh đừng có suy nghĩ như thế nữa. Anh Khôi chỉ có ý tốt mà thôi. Ý tốt? Tôi không cần cái ý tốt đạo đức giả của nó. Mà cô gái trong tấm hình đó là người mà tôi đã kể với cậu đấy. Cô ấy có phải chị gái cậu không? Tôi thấy hai người cũng có nét giống nhau đấy. Ừ thì đúng, đây là chị gái của tôi. Thế thì sắp tới tôi có nhiều chuyện cần phải nhờ cậu đấy. Đi, vào. Ngồi đi. Không định trốn tôi nữa à? Tôi có ăn thịt cậu đâu. Đúng là tôi yêu quái. Nói cậu là bọn cậu đấy. Tôi không phải yêu quái. Tôi đủ đen ạ. Mà chị cậu giờ này sao rồi? Lâu rồi tôi cũng thấy cô ấy. Chị cậu tên gì ấy nhỉ? Minh Hằng ạ. Mà anh Long này, anh không nghĩ là mình sẽ nên nói chuyện đàng hoàng với anh Khôi à? Em nghĩ là hai người có hiểu Minh Hằng có bạn trai chưa? Cô ấy thích gì nhá? Mà cậu cho tôi số điện thoại cô ấy đi. Anh có thể nghe em nói một lần được không? Vậy cậu có thể cho tôi gặp cô ấy một lần được không? Thôi, em nghĩ là có hiểu nhầm. Hiểu nhầm gì đấy đúng không? hiểu nhầm thôi đúng không? hôm nay cứ ăn uống trước đã. Không sai không về, không sai không về nhá. Cho mình gọi đồ với à? Chai sữa đặc biệt ạ. Chai sữa ngon đấy. Có tiến bộ. Mà này, chuyện của chị cậu sao rồi? Cho tôi gặp cô ấy đi. Chị ấy liên quan gì đến tôi? Nếu mà anh muốn gặp chị ấy, tự đi tìm mà hỏi. Cái tên cừu đen này. Tôi mà biết chị cậu ở đâu ấy thì tôi hỏi cậu làm cái gì?
Anh Long, em có chuyện muốn nói với anh. Tháng sau là ngày giỗ bố rồi, anh có về nhà không? Dù có ghét bọn em như thế nào thì ngày giỗ bố anh cũng nên về nhà chứ. Dù anh có quyết định như thế nào thì em với anh Khôi sẽ đợi anh về nhà. Anh Long này, dù gì thì dỗ bố anh cũng nên về với gia đình chứ. Tôi chắc rằng lúc ông còn sống ấy, ông yêu thương anh nhiều lắm và rất mong hai anh em sẽ hòa thuận với nhau đấy. Không phải việc của cậu, lo đi làm việc đi. Dạ, chị có đồ uống gì ạ? Cho tôi gặp ông chủ. Kiều Đen, đi lấy cho tôi ly nước. Vâng, ông chủ. Tôi nghe thấy đấy. Cuối cùng cũng tìm được. Anh có biết anh là người đầu tiên khiến em say mê khi gặp mặt không? Chào cậu, tôi là Trúc Anh, rất vui được làm quen với cậu. Này, Minh Hoàng, nói ngay em và cô gái vừa đến đây có mối quan hệ như thế nào đấy? Hả? Bỏ ra! Anh kéo tôi ra đây làm gì? Đi dạo. Tôi không thể. Cái này, nếu chị cậu muốn lấy lại thì hãy đồng ý điều kiện của tôi. Tất cả anh đang về vui, anh không hề sai.